Duyên ơi, Duyên, sao ngủ không tháo lông nheo rồi đi Duyên? Duyên, giận hoài vậy? Giận thì giận, mà thương thì thương. Anh sai đường thì Duyên không chiều nổi được. Sao vậy Duyên? Anh biết lỗi của mình rồi, nãy giờ anh tấu hề vui nhộn cho em vui rồi mà sao em không vui vậy? Em tha lỗi cho anh đi chứ em cứ á khẩu vậy hoài, anh biết làm sao đây? Thôi biết rồi mà, đừng có giận nữa nha. Bởi nhiều khi ta nói đúng mà, làm chồng khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với con vợ nhỏ phải người lớn cơ, mẹ cho quà bánh chia vợ phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường vợ luôn. Làm chồng thật khó nhưng mà thật vui, ai yêu vợ nhỏ thì làm được thôi. Không có, nghe anh giải thích nè. Cái này á, tin nhắn là người bé nó nhắn cho anh thôi chứ anh không có thèm cái gì hết á. Trong lòng anh chỉ một mình em thôi nha, anh thề luôn á. Anh xin lỗi mà bây giờ tha thứ không? Tôi đập đầu tôi chết cho em vừa lòng. Anh làm cái gì mỗi lần đụng chuyện là anh đập đầu không vậy? Bây giờ không đập đầu tôi không còn cách nào nữa hết. Bây giờ em tha thứ cho tôi không? Cái mặt như vậy là chưa tha thứ đúng không? Được rồi, tôi chết cho em vừa lòng. Chị, lát nữa mà chồng em xuống là chị phải làm theo những gì em đã dặn nha. Biết rồi, biết rồi. Vậy bây giờ em kêu anh ra nha. Ủa, anh đỡ chưa? Trời ơi, thôi bây giờ anh ngồi xuống đây nghỉ đi, đừng có đi lung tung nữa, nhức cái đầu đó. Ngồi xuống đây nghe không? Đau lắm hả? À, đau. Xích lại đây tôi khám cho. Có cái khám gì à, bác sĩ à? Nó đau nhẹ thôi chứ nó tự lành rồi, không cần phải khám đâu. Ủa, ở đây ai là bác sĩ? Nặng hay nhẹ khám mới biết chứ. Có phải đau đầu, nhói buốt, mắt ói không? Thì đúng ra đau đầu bị nhức đầu rồi nhói buốt là đúng rào gì nữa. Mấy người còn trẻ như mấy cậu á, không có biết lo gì cho sức khỏe hết á. Tôi á, tôi thương cho vợ cậu, còn đẹp mà bạc phúc. Vậy sao bạc phúc? Tôi bị bệnh gì mà bạc? Ủa, tôi chỉ bị đập đầu thôi mẹ. Không lẽ bị xuất huyết não hay là bị tụ máu bầm hả? Không có bị xuất huyết hay là tụ máu bầm vậy đó, mà là cậu bị vô sinh. What the? Anh đập đầu vô bồn cầu mà bị vô sinh luôn á hả? Ủa, não là cái thần kinh trung ương, mà thần kinh á, nó bị ảnh hưởng tới những cái sợi dây thần kinh trong đó. Nó có luôn mấy cái sợi dây sinh sản á, hiểu không? Có luôn, thiệt luôn á hả? Sao không? Không khéo nó còn nhiều cái biến chứng nữa đó. Thôi được rồi bác sĩ. Bác sĩ đỡ em tự lo liệu được rồi. Em đau đầu quá, em xin phép lên nhà em nghỉ nha. Hồi chút vậy mà cái mặt xanh lè thấy ghê không? Em anh nghe lời em xíu coi. Cái đầu anh nó đập bưng mà em bắt anh xuống đây làm chi vậy? Thì ngồi xuống đây đi. Đang ngủ cho anh rồi nhức đầu quá. Dạ chị. Ủa, còn hai? Dạ cái này là anh Tùng chồng em đó. Rồi còn cái cậu hồi nãy? Dạ cái anh hồi nãy là anh Hải ở phòng trọ kế bên. Hả? Dạ. Ai đây? Bác sĩ. Lại đây tôi khám cho. Dạ, bác sĩ khám giùm chồng em. Trời, anh có bệnh gì đâu, khám nhức đầu nhẹ nhẹ thôi mà. Nhưng mà cũng phải khám, anh thương em anh khám giùm em đi, cho em yên tâm. Được rồi, bác sĩ khám giùm em đi. Ây da. Đó, vậy mà nói không có gì. Đau quá bác sĩ, nhức đầu quá bác sĩ. Bởi vậy, còn trẻ đâu biết lo gì cho sức khỏe đâu. Vợ cậu trẻ đẹp á, mà thấy coi bộ thôi, hai người chuẩn bị tinh thần đi. Trời, bác sĩ sao bác sĩ nói chuyện mà trầm giọng quá vậy? Em bị gì vậy bác sĩ? Cậu bị vô sinh. Hả? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi. Mà sao em bị vô sinh? Em làm gì vô sinh? Có gì đâu kỳ.
cậu á bị đập đầu nhiều lần đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó dẫn ra biến chứng não á, là có liên quan tới mấy sợi dây thần kinh đúng không? Trong đó nó có sợi dây sinh sản. Ủa gì kỳ vậy, khi đập ở trên đầu mà tới nó liên quan tới dây ở dưới là sao vậy? Đó, tại anh đó. Ăn ở không, tự nhiên cứ ở cái là đập đầu chi, để bây giờ dẫn đến vô sinh. Mình mà không có con đem cháu về cho ba má là ba má không có tha thứ cho mình đâu. Em mắc đền anh đó. Thôi biết rồi, lỗi do anh gì, anh tại anh. Trời ơi. Ầu ơ dí dầu, dí dầu, dí dầu. Ôi mẹ thương, mẹ thương. Ừ bà ơi, thằng hai nó về nè bà ơi. Ủa vậy ha? Mẹ con. Trời ơi. Thấy thương kìa, nó đi trời, đi chặt chỉnh mà trời, thấy thương kìa không? Nó kìa, cái mặt nó kìa, lúc nào cũng cười trên á trời. Vậy thôi là ba ẩm nách nha không? Trời ơi, thấy thương kìa không? Trời ơi, cưng dễ sợ không? Thôi đừng có ẩm vậy, ẩm vậy con nó đi hai hàng xấu lắm. Không được, không được, con gái mà đi hai hàng kỳ quá, mình ẩm như vậy nó khéo ấy luôn. Trời ơi, con cưng. Thấy thương quá, cũng vàng của ba má. Hai đứa nói coi, kêu ba coi. Bi ba ba bô bô. Ba như ba coi. Hát coi, hát. Hát con. Hát coi. Hát đi, hát đi. Hát cho ba nghe vui coi. Trời ơi, nó không hát thì ghê, la một phát khang của họng nó không nói. Biết sao nó không hát không? Sao? Búp bê mà. Trời ơi, gấu bông mà. Bởi vậy, hào quá đó. Luôn á, giống quỷ thiệt á. Nó bở đập đầu riết, cái giờ cuối cùng về già tôi bà bị vô sinh chơi búp bê gấu bông không? Phải không? Có ngày chơi với thú không vậy đó hà? Tại bà không đó. Phải không? Mà làm tôi giận tôi mới đập đầu đó. Tại ông á. Có tại cả hai đi. Ừ, vậy đi. Con ơi, con ơi, con cái gì vậy anh? Em ơi, lỗi do anh mà con chúng ta không ra đời, lỗi do anh mà hai vợ chồng mình già phải sống trong neo đơn, lẻ loi một mình, cô đơn trống vắng. Anh sợ quá em ơi, cũng lỗi do anh hay đập đầu mà ra nông nổi như vậy. Trời ơi, đập đầu là làm sao? Đập đầu là bị vô sinh đó. Anh đập đầu đi, anh bị vô sinh luôn rồi. Đồ khùng quá đi thôi. Đang ngủ mà tự nhiên đập đầu vô sinh. Ngủ đi. Em ơi. Em. Thiệt luôn á, vợ con không bao giờ hiểu nỗi đau của chồng gì hết á. Tôi đập đầu chết em vừa lòng. Bỏ đi. Bỏ đi. Buông đầu tay tôi đi. Chúng ta là không thuộc về nhau. Bỏ đi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai đứa này là cái gì vậy? Vụ gì xảy ra? Anh đứng lại đó. Có theo anh nữa. Anh đứng lại đó. Em đi về đi. Anh nói đi. Về đi. Anh nói đi. Bây giờ cái con đó nó giàu hơn em, nó đẹp hơn em, nó quyến rũ anh bỏ em đúng không? Không có, anh mệt mỏi, anh chán giường lắm, tha cho anh được không? Anh nói dối. Thôi, thôi. Im hết. Xử lý từng cặp một. Trời đất ơi, cái quán cà phê chứ bộ, hát chỗ đánh ghen hay sao vậy? Thằng này, mày bỏ đi đâu mà mày để con vợ mày đu đeo lên người mày như vậy? Cô Hậu nó đi. Anh muốn bỏ con. Tại sao mày bỏ nó vậy? Hả? Vợ chồng mày đã ăn mắm hút dòi dắt chài ra nước, tùng căm cũng khổ biết bao nhiêu lâu. Tự nhiên mày bỏ nó là lý do gì mày nói tao nghe coi. Nói chung liệt, con bị vậy đó không đẻ được. Chồng mày bị vô sinh hả? Con nói rõ gì luôn á hả? Thôi cái đó đâu phải là cái tội đâu con, để từ từ giải quyết. Đứng đó, đứng yên đó. Rồi tới cặp thằng Tùng với con Duyên đó, tao nghe coi lý do gì. Ảnh á, ảnh có người khác rồi. Hả? Mà tại sao mày có người khác hả? Con vợ mày đẹp lồng lộng như vậy mà mày có người khác là lý do gì mà nói tao nghe coi. Con bị ám ảnh cái chuyện vô sinh đó, bây giờ cũng không có thiết tha gì cái chuyện nữa, cũng không còn hứng thú nữa. Nó vô sinh luôn hả? Vợ chồng mới cưới mà anh lạnh tanh với con như cục nước đá vậy đó. Anh Tùng ơi, anh đừng buông. Bởi vì bên cạnh anh bây giờ có em sẽ là người đồng tiến với anh. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chắc tay nhau đến một phương trời nào đó, không có phụ nữ. Chúng ta sẽ đến một vùng trời bình yên, chỉ có hai đứa ta thôi. Đúng rồi. Mày điên hả? Phải có nguyên nhân chứ, đúng không? Tụi bay đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nào nói hả? Phát đồ điều trị sao, nói cho cô nghe coi. Dạ không có, con có đi bệnh viện nào hết á. Bữa có bác sĩ tên là Minh tới đây là khám bệnh cho con, nói hả con đập đầu nhiều quá nên con bị vô sinh luôn rồi. Cũng là bác sĩ đó nấu con lì
Tại vì con đập đầu vô bồn cầu cho nên là con bị vô sinh. Em buồn quá. Tại sao vậy? Tại sao cái chuyện đập đầu mà nó ảnh hưởng tới cái phần vô sinh vậy? Cô chưa bao giờ cô từng nghe bác sĩ nào vậy hả? Bác sĩ nào khám cho tụi nó vậy hả? Ai mời vậy? Ai mời? Không phải con không biết. Không phải mày là con này chứ sao mày đứng mày nép người ta rồi sao mà con mời bà ở bệnh viện nào? Cái người đó bệnh viện nào? Dạ cái đó là bác sĩ Thu Y. Qua đây. Vừa yêu luôn bên ta, ta khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc lời tin nhắn, mong có từng xu nè, nào thì cha xét như hoàng thư mà. Anh đâu, đúng rồi, đòi hỏi là chưa à, cũng phải qua bao giai đoạn dài, mãi mãi là cuối cùng, đúng không?